qua đời, bỏ lại hai con nhỏ. Trước mặt chúng tôi là người thân sớm sát vách nhà anh Tâm luôn. Dạ, con kính chào bác ạ. Trước tiên con xin phép bác cho cháu hỏi bác quý danh của bác được không ạ? Dạ, còn bác là thứ... Tôi là Trần Thị Tám. Dạ, bác Tám. Dạ, thưa bác Tám, thì cháu cũng đang rất là quan tâm đến hoàn cảnh của anh Tâm, người mà cũng gặp nạn ở trên Củ Chi mà bỏ lại vợ và hai con nhỏ đó. Vậy cháu cũng mong bác cho cháu và mọi người biết được là cái cuộc sống gia đình của anh Tâm như thế nào, hoàn cảnh nó ra sao được không thưa bác? Dạ. Thì gia đình của Tâm nó ở đây thì tôi không biết là từ trước tới bây giờ. Thì ở đây là hồi chưa có gia đình thì nó có cha có mẹ. Bây giờ cha nó thì mất rồi, ông ấy thì mất rồi, bố mất rồi, còn bạn mẹ thì hiện bây giờ thì bà mẹ thì còn đang đi bán hàng phụ với con gái, đó là bà mẹ của Tâm. Còn gia đình, về gia đình của Tâm khi lập gia đình thì hoàn cảnh gia đình bên Tâm thì cũng chật vật mà đông con. Thì Tâm đi lấy vợ thì Tâm có đi ra nhà mẹ vợ, vì nhà mẹ vợ đơn chiếc người, không có người, có hai chị em mà, nên nó về đấy cũng như về ở với ông bà để mà phụng dưỡng cho ông bà bên ngoại của nó. Còn khi mà dịp Tết vào rồi thì tối thì chiều tối ở nhà còn vui vẻ anh em với nhau, rồi khoảng 6 giờ hơn 6 giờ là nó nói rằng bây giờ nó đi xuống Củ Chi chúc tuổi ông chú gì của nó ở dưới đây á, thì ai cũng gia đình cũng mà thôi thì đi rồi đi rồi mai rồi về, nhưng mà đi thì chẳng hạn đi rồi xuống đấy rồi hắn tay này cũng sốt ruột ở nhà làm sao, rồi 1 giờ đêm thì hắn về, rồi đến 2 giờ đêm thì hắn nó gặp cái nạn như vậy thôi. Thì tôi chỉ có biết đến đấy. Thì gia đình để lại cho một vợ và hai đứa con, một đứa năm nay khoảng 8 tuổi, còn một đứa năm nay mới có 2 tuổi hơn à, một trai một gái. Thì gia đình cũng thấy là lên trước thì giờ, hiện bây giờ là đang ở với bố mẹ vợ. Thì bố mẹ vợ thì nhà đấy cũng như tôi đã trình bày là không có ai người, thì cho nó lắm có một người con đi làm ăn xa rồi. Thành thử đây giờ nó là con gái, nó về nó ở với ông bà để phụng dưỡng bố mẹ. Còn bên này thì còn được mấy anh chị em bên chồng thì nó ở cái nhà này ở với mẹ. Tôi thấy cái chết của nó thì nó cũng đáng thương, thì là nó thứ nhất là nó còn trẻ, thứ hai nó cũng hiền lành thôi, cũng đi làm thuê làm mướn, chạy xe cho một cái chỗ nào đấy tôi thì cũng không rành cho lắm, mà đi làm sáng chiều nó về, nhiều khi nó ghé đây thôi chứ còn thường thường nó ở nhà dưới nhà vợ nó chứ nó ở đây. Nên thấy nó chết thì cái chết của nó cũng thôi mà đáng thương lắm. Nên không phải gia đình bố mẹ thì bên nó thì cũng nhờ bố mẹ bên vợ nó thì cũng có đủ để mà sinh sống trong gia đình, nên là tôi cũng biết đến đâu thì tôi nói đến đấy thôi. Thưa bác, thì bác có biết là vợ của anh Tâm là làm công việc gì không bác? Vợ anh Tâm thì trước đây nó đi làm xí nghiệp, nó chỉ đi làm xí nghiệp đấy. Nó đi làm xí nghiệp rồi nó xanh rồi nó nghỉ thời gian. Bây giờ tôi chỉ biết là nó đi làm xí nghiệp, còn cái làm gì tôi không biết. Anh muốn biết thì anh trực tiếp để gọi nó. Dạ thưa, cháu rất là cảm ơn bác rất là nhiều cái cuộc chia sẻ này, để cho cháu có thêm những cái thông tin về anh Tâm, để cháu cũng gặp vợ của anh Tâm để ghi nhận thêm cái hoàn cảnh để mà mình biết đến đâu thì mình nói đến đấy. Dạ, vợ chồng nó thì đáng thương, tội nghiệp, nó còn trẻ thôi. Dạ, hôm bữa là đám tang là về đây đám tang hả bác? Về đây, đưa về đây. Dạ, dạ. Dạ thưa cháu cảm ơn bác rất là nhiều nha bác. Dạ, cháu chào bác ạ. Dạ. Kính thưa quý vị các bạn, Lê Anh Thiện đã gặp được mẹ của anh Tâm, cô Trịnh, cô đang làm công việc là phụ quán quán cơm của một người con của cô hả cô? Dạ, dạ, đúng dạ. Đây rất là dạ, cô nhìn rất là hiền. Mọi người à, cô hàng ngày cũng phải làm ở đây. Là sẽ có cuộc trò chuyện với cô nha mọi người. Thì đây là mẹ của anh Tâm, người mà không may gặp cái sự cố khi trong cái vụ việc ở Củ Chi. Chắc mọi người cũng biết rồi, ngày mùng 6 Tết vừa qua. Dạ. Đây là mẹ của anh, thì nhà ở Tâm Hà, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, con chào cô ạ. Dạ. Thưa cô, thì con rất là chia sẻ, chia buồn với gia đình mình về những cái việc mà xảy ra. Anh Tâm bây giờ anh cũng đã mất rồi. Dạ, dạ thì con cũng nghe nói hoàn cảnh của anh Tâm là có hai đứa con nhỏ, dạ, vợ cũng là công nhân thôi, cũng khó khăn. Thì hôm nay con cũng gặp cô là ở cái quán cơm mà cô hàng ngày sáng sớm là cô đã đi phụ quán. À, tôi... Dạ, cũng rất là cực khổ. Dạ. Dạ. Cô có thể cho con với mọi người một số thông tin về cái hoàn cảnh gia đình mình cũng như hoàn cảnh của con trai cô làm Tâm đi cô. Dạ.
Tâm á, con trai tôi nó là lớn. Thì lúc trước thì nó ở với tôi, giờ thằng em nó có vợ, thành ra thì nó phải ra nhà vợ, nó sống tại nhà quá chật. Thành ra thì nó phải ra nhà vợ, nó sống bên vợ. Thì đây thì có mình tôi ở mấy thằng con trai Út đó, mấy đứa con gái Út. Dạ. Thì hoàn cảnh khó khăn lắm. Thì cũng có phường á, thì phường cũng giúp đỡ. Phường á, thì cũng dơ được cái cho vô là cái giảm nghèo, thì cũng giúp đỡ. Dạ. Cũng giúp đỡ cho cũng như là cái gì tiền điện, tiền cái gì là cũng được giảm hết. Dạ. Rồi như thằng con dâu tôi, con gái tôi thì cứ phường á, thì cứ mỗi hình nó chồng nó cũng mất rồi, thì cứ đi làm công ty mà, rồi cứ mỗi một tháng là nó được người mẹ neo đơn, người mẹ neo đơn á, nuôi con thì cũng được mỗi tháng được 700 mấy tiền để phụ nuôi, rồi mấy cháu cũng được học bổng. Thì tôi giờ là tôi ở với cháu như vậy, giữa sáng này tôi lên phụ cháu nó bán cơm, nhưng giờ mình bệnh nhiều quá, tại giờ tôi cũng bị bệnh huyết áp, tiểu đường, nhiều bệnh quá, thành ra giờ cũng như là mình tập đi tập thể dục á, chứ chân nó đau lắm, cứ làm thế nào thì làm, cứ khỏe thì mình lên phụ cháu. Anh Tâm là con trai lớn của con trai cô. Lớn. Anh Tâm năm nay bao nhiêu vậy thưa cô? Năm nay nó sinh năm 1980. Anh năm có nay, gia đình lâu chưa cô? Có gia đình lúc 30 tuổi nay được 10 năm. 10 năm. Thì và nay 40 thì được. Hai cháu nội của cô là con Tâm á, là mấy tuổi? Con đứa thì học lớp 4 thì nó sinh 2010. Nay nó được 10 tuổi. Dạ. Nó 20 thì nay nó được 10 tuổi. Còn đứa nhỏ thì được 2 tuổi mấy, yeah. Mới sanh được 2 năm mấy. Hai trai gái đầy đủ hay là hai đứa lớn rồi, anh trai, đứa nhỏ là anh gái. Yeah. Yeah. Còn vợ của anh Tâm, dâu của cô là làm gì cô? Lúc trước thì nó làm công ty Duy Hưng, yeah. Công ty Chư Ung. Chư Ung rồi cháu nó sanh á, rồi cái nó nghỉ, yeah. Nó nghỉ rồi giữ con. Rồi cha Tâm mới nói thôi để được 3 tuổi thì cho con đi học rồi đi làm phụ, bây giờ của mình nó làm thôi. Dạ. Mình nó làm, mình Tâm làm không con? Mình nó anh làm, Tâm nó thì chạy, anh nó làm những cái công việc gì vậy thưa cô? Nó lúc trước thì nó làm trong cái kho công ty của gì Minh Trung gì đó. Dạ, dạ. Đó mà nó giờ nó chạy xe rồi, nó lái xe tải á. À bây giờ sau này là anh làm tài xế hả cô? Dạ, làm tài xế. Dạ. Rồi làm được hơn năm rồi. Anh Tâm có hay cũng hay ngoài việc mà đi làm nuôi vợ với hai con, yeah. Anh Tâm có phụ giúp nuôi mẹ không, là cô không? Có, thì cũng như là cháu thì nó có nhiều, nó cho nhiều, yeah. Thì đấy nó cho tôi tiền mua thuốc á mà, yeah. À, thì cũng như là tháng thì có khi thì nó cho nó có nhiều thì nó cho 200, yeah. Đó. Thì Tết thì cháu thì nó cho được 500, yeah. Thì cũng hoàn cảnh nó khó khăn lắm, tại vì lương tháng được có mấy triệu thì phải mua đủ thứ nuôi con đó, yeah, rồi vợ thì cũng chưa đi làm. Thành ra thì làm cũng như là có khi nó thiếu cái này lên mượn, nó đi vay đi mượn. Anh Tâm là ba mất lúc nào con chú? Ba mất nãy cũng được mười mấy năm. Mười mấy năm. Yeah. Thì là mấy mẹ con cứ làm vậy đó. Con hiểu rồi. Yeah. Hoàn cảnh của gia đình anh Tâm thật sự là đang rất là khó khăn. Bây giờ anh là lao động chính nữa cho người vợ, vừa sinh con nhỏ và đã định là đến 3 tuổi thì thì đó nó hơi ráng, thì Tết xong rồi kệ nó rồi đi làm phụ anh. Dạ dạ. Chẳng may cháu nó. Dạ. Cô có thể nhắc lại thì rất là buồn, nhưng mà con cũng mong cô kể lại cái thời khắc mà mình nhận được một cái tin dữ đó được không con? Tin mà có công an bà. Cái tin mà Tâm bị nạn á con. Thì cháu bị là lúc mà nó bị á hả? Dạ đúng rồi. Không, khi mà cô nhận được cái tin á. Nhận được cô cái tin. Nhận được cái tin. Thì tôi đó. Nhận cháu con dâu nó công an điện về cho nó. Dạ. Công an điện về cho nó rồi nó mới điện vô lúc 2 giờ. Dạ. Nó nói là má ơi anh Tâm bị nạn, công an nó mới báo về cho con, thế nó gọi cho tôi. À, cái tôi mới nói cái nói thôi giờ má kêu thằng Út á. Dạ. Kêu chú Thắng đi đây đi, chứ giờ con vướng con nhỏ con đi không được. Thế là thằng Út tôi á, nó ra nó mới chở, nó ra nó đi mới cậu của anh Tâm, cậu của Nhung á, là vợ nó. Nói rồi mới mẹ của Nhung
ông cậu chở mẹ đi lên trên mấy thằng Úc tôi nữa. Dạ. Đi lên cái chỗ công an báo đó. Dạ. Xong là mới sau mới lên làm giấy tờ đưa lên chỗ công an gì đó. Dạ, lên chỗ dạ. À, đó. Xong là được giấy tờ nó là đưa về bệnh viện ở trên Củ Chi á. Dạ. Đưa về đó để khám tử thi rồi mổ gì đó. Dạ dạ. Mổ lấy đạn ra. Xong nhà mình nhận anh Tâm về để an táng là ngày mùng 7 Tết hả bác? Thì điều này đâu có sáng ấy là mùng 6 là tôi nhận dạ, tôi dạ. Dạ, mổ xong hết rồi cái là xe cấp cứu đưa cho người nhà. Bây giờ là anh Tâm là an táng ở đâu bác hay thiêu bác? Thiêu. Dạ. Thiêu ở gì đó ở nhà Bình Dương gì đó. Dạ dạ cháu hiểu rồi. Dạ. Rồi cái chi phí đám tang đó là gia đình mình đang bỏ ra hay là ở đâu rồi? Chi phí đó ở đâu mình có à, công ty của cháu làm của dạ. thằng Tâm mới làm dạ. thì nghe tin mất đó, thì công ty đó xuống ông giám đốc đó ông mới ông hỗ trợ cho 20 triệu dạ, dạ. để lo chứ dạ. Đâu có tiền đâu dạ. Thế là ông đưa cho 20 triệu để lo cho cháu dạ, dạ. Buồn quá ha ba dạ. Con nghe rất là buồn đau dạ. Rồi hôm nay vợ của anh Tâm dâu bác á với hai cháu nội có hay thường về thăm ngày nào cũng về hết. Thấy bác thấy cái cảm xúc của hai đứa cháu nội như thế nào vậy? Trời ơi, nó khóc không còn nó con bé thì nó ngủ toàn là tại vì biết sao bố nó thương nó lắm. Dạ. Đường lúc nào nó cũng theo bố nó. Dạ. Dạ. Nó theo bố nó đeo bố nó không mà bố đi làm về là nó bà ngoại đang đút cơm nữa chạy qua nó kêu bố nó đút. Dạ. Dạ. Mà bố nó thương nó lắm mà nó cũng thương nó. Rồi cái thằng lớn nó cứ ngồi ở bàn thờ ba nó cứ nói ba ơi bây giờ không ai đưa con đi học. Dạ. Đấy, không ai đưa con đi học. Dạ. Bạn thờ của anh Tâm là đang ở nhà mình theo bên này ở bên tôi nữa. Dạ. Tôi có đạo còn bên Nhung là không có đạo. Vậy là thờ nó Tâm. Thờ bên nó giờ nó đang cúng cơm. Dạ dạ. Hôm nay là cúng cơm. Vẫn dạ. Dạ. Chưa. Thì ngày nào nó cũng cúng cơm. Cháu nghe cháu xót xa quá. Thật ra thì cháu cũng có đứa con gái cho nên cái dạ. tình cảm mà cha dành cho con nó dạ. bao la lắm con hiểu mà. Cho nên nghe bác nói bé gái mà à. Nhớ cha thì con thấy con cũng à. Rất là nhói lòng. Cha nữa dạ. giờ thấy cậu lắm, cứ ngồi bình thờ nó khóc cứ. Dạ, con cũng cầu Chúa, dạ. cầu Phật cho các cháu sớm qua được cái giai đoạn khó khăn này. Dạ. Thì hôm nay thì con nên cho con hỏi thêm câu nữa. Cái chiếc xe mà anh Tâm mất đó là xe gì vậy bác? Chiếc quay. Chiếc quay hả bác? Dạ. Chiếc quay đó là của anh hồi xưa giờ hay sao bác? Dạ. Dạ. Con nói hồi xưa đó nha. Dạ. Thôi cháu cũng tới đây cháu cũng trước tiên cháu chia buồn với bác yeah, cháu cũng dạ thì rồi cháu xin phép bác cho cháu qua bên nhà của chị Nhung có cần số điện thoại dạ có chứ để con ấy với lại bác con cũng có một chút quà nhỏ con gửi bác chút tiền để bác đi tới đi lôi xíu cũng kính gửi bác 1 triệu để cho bác có cái chút để mà bác dạ không sao nha. Cái này là tình nghĩa của con thôi chứ không có vấn đề gì hết. Trong quá trình đi làm con cũng có tiền dạ thì con cũng mong bác vượt qua cái giai đoạn khó khăn này nhà bác nha dạ cảm ơn chú nhé dạ con chào bác con đi qua nhà của chị Nhung kính thưa quý vị và các bạn đây là con hẻm nhỏ ở gạch cầu ngang của phường Linh Đông quận Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh đây là căn nhà của gia đình mình vợ anh Tâm cái người mà nãy lên đến thăm mẹ ruột của anh ở trên Tâm Hà đó. Ở đây căn nhà cũng khá nhỏ, nơi anh Tâm ở nhà vợ suốt nhiều năm qua. Cho đến khi anh không may gặp nạn ở Củ Chi. Ở đây, trước mặt Lê là bàn thờ của anh Tâm. Vợ của anh Tâm và đứa con nhỏ, đứa con trai lớn của anh Tâm đang thắp nhang cho anh. Chào chị à, em là chị mà chị qua đây cho nó đỡ ngược sáng cái. Em là bên kênh YouTube Lê Hân Thiện đó. Thì em hôm nay cũng rất là buồn đến chia sẻ với gia đình mình cái chuyện mà không may xảy ra trong cái dịp Tết vừa rồi á. Dạ, yeah. Chị thì xin chị cho biết là hiện giờ là cái công việc của chị như thế nào chị?
chưa có việc làm. Tính là tới sau là sẽ kiếm việc làm để phụ giúp ảnh thêm á. Yeah. Em cũng mới sinh bé xong ảnh thương nhà giữ bé đi. Con lớn rồi gửi con đi làm. Yeah. Dự định là sang năm mình đi làm nhưng mà sự việc nó xảy ra nên chưa có ổn định tinh thần lắm. Yeah. Nhưng mà khoảng hơn nửa tháng nữa chắc đi kiếm việc làm xin công ty này. Trước đây thì chị Nhung làm công việc gì chị? May ở chị Ông. Dạ. Ở bên Sóng Hồng, công ty Trương Sóng Hồng. À, công nhân may hả chị? Thì thời điểm đó là lương của chị bao nhiêu một tháng? Có 5 triệu mấy, 6 triệu. Rồi sau khi mà chị sanh em bé, bé gái nhỏ bây giờ là được hơn 2 tuổi đó hả? Là chị nghỉ tới ngày nay luôn? Dạ, nghỉ mới có hơn 5 năm. Hơn 5 năm nay thôi, tại vì đường xe quá nên chồng nó nghỉ đi kiếm việc ở gần đây cho bớt xe. Dạ. Thì còn anh Tâm thì ảnh làm những công việc gì lúc ảnh còn sống chị? Ảnh làm tài xế xe tải, công ty cũng ở Thủ Đức luôn. Dạ. Chở hàng. Lương của ảnh là khoảng nhiêu rồi thưa chị Nhung? Lương ảnh cũng 8 triệu. 8 triệu. Là tăng ca mấy chục tiếng một tháng. Dạ, coi như là tất cả cái nguồn thu nhập là chỉ có là lệ thuộc vào cái thu nhập của anh Tâm thôi hả chị? Dạ. Là mẹ ruột của chị ha. À. Dạ. À. Dạ, em hiểu rồi. Thì ví dụ như mẹ chị khoảng 4-5 triệu một tháng, rồi anh Tâm khoảng 8 triệu, khoảng hơn 10 triệu một tháng thì chi tiêu trong cái gia đình của mình đủ thứ, tiền học của hai con của chị nữa, với anh Tâm nữa. Dạ, rồi nhưng mà giờ là anh mất rồi thì coi như là cái nguồn thu nhập chính của gia đình thì hiện giờ thì rất là chắc chắn những ngày tới cực kỳ khó khăn luôn á. Thì chị còn biết là tìm việc làm để mà nuôi hai con thôi à. Dạ, rất là khó khăn mọi người. Đây bàn thờ của anh Tâm nè, người mà gặp nạn ở Củ Chi. Cái vụ việc mà chắc chắn là chúng ta ai cũng biết ha. Anh Tâm bữa đó là ảnh đi đêm khuya thì ảnh không may gặp nạn, thì cái việc đó là cũng gây chấn động dư luận trong suốt thời gian qua. Chị có thể kể cho em và mọi người nghe là cái vụ việc đêm đó anh Tâm đi đâu và như thế nào cái ngày đó? Đêm đó ảnh như khoảng 6 giờ mấy là ảnh ở đây đi lên trên đó, lên nhà chú. Dạ. Chú ruột. Ở Củ Chi hả chị? Ở Củ Chi. Chú ruột của chị hay của anh? Chú ruột của em. Dạ. Xong rồi ảnh có uống bia ở đó, xong rồi người nhà giữ lại ngủ lại, kêu là sáng về. Nhưng mà ảnh muốn đi về hay sao, cái ảnh nói dối là đi hút rồi quay lại. Cái khoảng 11 giờ là ảnh đi về. Rồi 11 giờ mấy là chú còn gọi điện kêu quay lại. Thì ảnh nói là ảnh quay lại, không quay lại liền. Nhưng mà gọi cuộc đó là còn bắt máy đó. Gọi một hai cuộc sau nữa là hết bắt máy, là ảnh bị người đó liền. Rồi chị nhận được tin lúc nào? Lúc 2 giờ sáng con em gọi. Dạ. Tại vì trước khi ảnh đi lên Củ Chi á là trưa khoảng 12 giờ là ảnh lên nhà má ở Thủ Đức. Ảnh nhậu với mấy đứa em. Dạ. Thì em ở nhà em chỉ biết là lên đó nhậu thôi. Nhưng ảnh đi thì ảnh giấu, ảnh có dặn má là vợ con có điện á thì nói con xỉn con ngủ rồi. Dạ. Nhưng thật ra là ảnh lên đó một mình. Cho nên công an gọi thì em mới biết là chồng em ở trên đó. Dạ. Rồi cái tiền mà chi phí mà đám tang hồi bữa hổm là ở đâu mà mình có chị, hay là có sự hỗ trợ gì không chị? Dạ, là ở công ty của ảnh cũng qua giúp đỡ, cũng hỗ trợ cho em để em lo dần dần ngoài xong đám rồi thì tiền cuốn điếu thì em mới thanh toán cho nhà đám. Dạ. Hai đứa nhỏ, nhất là bé gái nhỏ, thì những ngày qua khi mà ba mất một cách đột ngột vậy á thì cảm xúc của hai cháu như thế nào, và giờ đến giờ thì nó lại đã trở lại cái cân bằng bình thường vậy chưa chị Nhung? Nó nói chung là con nít nhưng mà nó cũng còn vô tư nghe thôi. Nó chỉ biết ba nó cứ kêu, bé nhỏ thì nói là ba ngủ rồi, cái có lúc thì lại nói là ba chết rồi. Yeah. Ba chảy máu. Em có giữ lại cái áo của ảnh cho nó đó. Cái nó cứ nhìn cái áo, nó nói là áo của ba.
Dạ. Hiện giờ là chị Nhung ở đây với mẹ với có ba không chị? Có. À, nhà cũng quá nhỏ ha, mấy người ở là chị Nhung? Hai vợ chồng, hai đứa con, ba với mẹ. À. Rồi anh Tâm thì nãy em có gặp mẹ của anh Tâm ở trên Tâm Hà. Thì cũng nói là lý do anh Tâm về đây ở là do nhà ở dưới cũng nhỏ mà đông người hả chị ha? Có thằng em cũng cưới vợ nên nhường cho nó ở cái phòng đó. Ba mẹ ở đây cũng có một mình, về họ cũng vậy. Dạ. Quý vị và các bạn thì thật sự ra là rất là đau xót cho hoàn cảnh của vợ của anh Tâm là chị Nhung đang trò chuyện với chúng ta đây. Anh Tâm là lao động chính của gia đình, có hai con nhỏ, nhưng mà một cái vụ việc tai nạn đã xảy ra. Anh Tâm, người trụ cột của gia đình ngày hôm nay không còn nữa. Bây giờ những cái gánh nặng trong thời gian tới chắc chắn sẽ đè nặng lên đôi vai của người phụ nữ này, người mà đang đứng trước mặt chúng ta đây, đã sớm mà là quá bụa, đã mất chồng trong cái dịp Tết vừa rồi, mà bây giờ công việc làm của chị thì cũng chưa có nữa. Bây giờ là chị cũng đang rất là vất vả trong cái vấn đề mưu sinh trong thời gian tới. Cũng rất là mong, kính mong cộng đồng mạng, những mạnh thường quân hãy quan tâm đến hoàn cảnh của chị Nhung này, để mà có thêm điều kiện để mà giúp đỡ cho chị có cuộc sống sớm ổn định cân bằng lại, để mà lo cho các con của chị với anh Tâm có cơ hội được có cuộc sống tốt hơn. Chị thì mình thì hôm nay đến đây cũng trước tiên là thăm chị, cũng như ghi nhận cái hoàn cảnh mà gia đình mình đang phải chấp phải á. Thì đây cũng là cái số tiền của riêng cá nhân của Lê Hân Thiện xin gửi chị 1 triệu để mà chị có cái chi phí nhang đèn với lại sữa cho hai bé ha, trong thời gian chị kiếm việc làm á. Dạ thì nếu mà dạ chị nói đi mình nghe hả, chị có chia sẻ gì với cộng đồng? Em cảm ơn mọi người đã hiểu, tại vì thời gian qua chồng em mất mà bị bắn cướp ở ngoài đường, mình cũng nhiều người phải nói là chồng em trong cờ bạc, nhưng em cũng có đến dính rồi, thì mong mọi người hiểu là chồng em không có cờ bạc gì hết. Yeah. Chết rất là oan ức. Yeah. Vô tình đi qua thôi mà bị mất mạng. Mẹ con em là đang chơi quái lắm, đang rất là hụt hẫng, vì ảnh là gia đình rất là đang hạnh phúc, tại vì mùng 4 Tết gia đình vẫn còn đang đi chơi. Mà một năm Tết là đã xảy ra việc như vậy, rất nó đột ngột quá đi. Dạ. Dạ rồi, thôi mình cũng chia sẻ với nỗi đau của gia đình một lần nữa hả chị ha. Thì khi mà nhận được cái sự cái kênh của mình thì cái sự kết nối với cộng đồng rất là lớn. Mọi những cái tấm lòng vàng là luôn luôn hiện diện ở cái chương trình của Lê Hân Thiện. Cũng Lê Hân Thiện cũng rất là hy vọng rằng mọi người hãy chia sẻ để mà giúp, chủ yếu là giúp cho hai đứa nhỏ con của chị Nhung với anh Tâm. Bé lớn, bé trai mới có 6 tuổi thôi, 10 tuổi thôi. Còn bé gái thì cũng mới chưa được 3 tuổi. Hoàn cảnh cực kỳ khó khăn. Và chỉ mong sao là chị Nhung sớm qua cái giai đoạn khó khăn này và có công việc ổn định để mà lo cho hai con. Thì mình xin chia buồn với chị một lần nữa nha chị Nhung. Đến đây thì Lê Hân Thiện xin trân trọng kính chào quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi cái video clip này. Xin mọi người hãy đăng ký kênh để mà tiếp tục theo dõi những cái thông tin mới nhất. Xin chào và xin hẹn gặp lại.